cách hỏi bao nhiêu tiền trong những tình huống khác nhau. Ví dụ như mình hỏi giá một sản phẩm hay một cái dịch vụ nào đó thì nó sẽ khác, còn mình tính tiền trong nhà hàng thì nó sẽ khác. Cụ thể ha, khi mà mình hỏi giá một cái sản phẩm hay một dịch vụ nào đó, mình có thể dùng hai câu how much is, how much. Thì cái này cái chữ ch ha, thì chúng ta phải đọc là how much is, hay chúng ta có thể đọc nói qua how much is. Ví dụ như các bạn đi taxi thì bạn nói là đây ra Hà Nội giá nhiêu vậy anh? Đó là chúng ta đang hỏi một cái dịch vụ, đây ra Hà Nội giá nhiêu vậy anh? Thì chúng ta có thể nói là how much is, chúng ta có thể nói là a ride, a ride to Hà Nội. Thì chúng ta kết hợp là how much is a ride to Hà Nội, how much is a ride to Hà Nội. Đó, thì các bạn cần phải phát âm tốt cái chữ CH này ha. Cái việc mà phát âm 44 âm của tiếng Anh rất là quan trọng. Chúng ta cần phải biết thấy chữ CH này, chúng ta cần phải đặt lưỡi, đặt môi như thế nào để phát âm đó. Một tí xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để làm. Rồi, đây ra Hà Nội giá bao nhiêu thì chúng ta sẽ đọc là how much is a ride to Hà Nội. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái công thức thứ hai là how much does it cost for, how much does it cost for, và nó là how much does it cost for a ride to Hà Nội. How much does it, chúng ta nói qua does it cost, cost nó có chữ ớt này, ớt tê này. How much does it cost for a ride to Hà Nội? Các bạn chữ ride này là chúng ta cần phải đọc dài ra ride. Nếu mà chúng ta không đọc dài ra thì nó sẽ trở thành chữ ride này hoặc là chữ ride này. Còn chúng ta phải kéo dài ra ride. Câu này là ride và ride, hai chữ này phát âm giống nhau, ride, ride. Còn chữ này là ride. Đó, bởi vậy cái phát âm rất là quan trọng. Một tí xíu nữa chúng ta sẽ nói về phát âm ha. Rồi. Một tháng cái này là ở phòng gym nè. Một tháng thành viên ở đây giá nhiêu anh? Một tháng thành viên ở đây giá nhiêu anh? Thì chúng ta có thể dùng là for one month membership. Membership. Đó, vậy một là chúng ta nói là how much is a one month membership? How much is a one month membership? How much is a one month membership? Hoặc là chúng ta có thể là how much does it cost for a one month membership? Đó, ok. Rồi tiếp theo, ở đây cắt tóc, ở đây cắt một cái đầu như vậy là bao nhiêu tiền anh? Giống như chúng ta đi cắt tóc vậy đó, chúng ta hỏi ở đây cắt một cái đầu như vậy thì bao nhiêu tiền? Thì chúng ta sẽ nói là a hair cut. How much is a haircut? How much is a, chữ it này nó thành chữ a luôn. How much is a haircut? À, chúng ta đọc như kiểu là how much is a, how much is a, how much is a haircut? Hoặc là how much does it cost for a haircut? Cả hai đều được cả. Đó là khi mà chúng ta hỏi giá một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Bây giờ khi mà chúng ta tính tiền ở nhà hàng thì sẽ có hai trường hợp. Đó là nhà hàng ở lề đường thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta mua hàng xong, chúng ta ăn xong hết rồi, chúng ta lại chúng ta tính tiền thì chúng ta hỏi bà chủ là của em hết nhiêu tiền chị? Đó, thì chúng ta sẽ nói là how much do I owe you? Chữ này là owe ha, về kép ha, owe giống như chữ owe vậy đó. How much do I owe you? Đó, chúng ta hỏi bà chủ như vậy. Còn ở trong một cái nhà hàng mà nó sang chảnh thì chúng ta sẽ không nói như vậy. Chúng ta sẽ nói là could I have the bill? Could I have the bill? Khi mà chúng ta vào nhà hàng sang chảnh, chúng ta muốn tính tiền thì chúng ta sẽ nói là could I? Chữ này nói qua could I have the bill? Tóm lại, khi chúng ta vào một cái nhà hàng lề đường ăn xong, chúng ta lại tính tiền, chúng ta hỏi là của em bao nhiêu chị, thì chúng ta sẽ nói là how much do I owe you? Còn khi mà chúng ta hỏi giá dịch vụ hay sản phẩm gì đó thì chúng ta có thể dùng hai công thức how much is, how much is và how much does it cost for. Rồi. Về phát âm á, thì các bạn nên học 44 âm của tiếng Anh, 44 âm của tiếng Anh, và biết cách đặt khẩu hình miệng và biết cách phát âm của 44 âm này thì các bạn có thể học ở trên mạng, rất là nhiều nơi để học. Nhưng mà nếu như các bạn tin tưởng á, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học của Tân gồm 34, 31 video
Tập trung chủ yếu 100% vào phát âm, và giúp bạn có thể phát âm tốt những cái âm này. Tăng sẽ chỉ các bạn những cái mẹo, những cái phương pháp để chúng ta luyện tập nó dễ dàng. Thì nó bao gồm 6 tiếng video, chia ra thành mỗi video như vậy thì nó kéo dài từ 5 cho đến 10 phút. Thì bao gồm 31 video như vậy. Thì các bạn có thể click ở đâu đó ở bên dưới màn hình, góc màn hình cái này nè. Thì Tân đang giảm 200k. Đang giảm 200k. Giá gốc của nó là 390. Nhưng mà Tân giảm lại còn lại là 180 mấy, 190 hay gì đó. Ok, và chỉ trong bữa nay với là ngày mai thôi. Thì các bạn chỉ cần click vào ở đâu đó ở đây nè, ở gần gần ngay cho cái màn hình này nè, thì các bạn sẽ thấy. Hy vọng video hết bạn, các bạn trong những video tiếp theo.